Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam từ khi được triển khai đến nay đã đem lại những kết quả tích cực. Bộ Công Thương với vai trò thường trực ban chỉ đạo cuộc vận động đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương triển khai các hoạt động thương mại dịch vụ, kết nối cung cầu nhằm tăng cường việc tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 7 năm qua, các sở công thương tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức được hơn 2.000 đợt bán hàng về nông thôn và khu công nghiệp với hơn 55.000 lượt doanh nghiệp tham gia, 50.000 gian hàng, thu hút khoảng 4 triệu lượt người dân địa phương tới tham quan mua sắm với doanh thu mang lại gần 40.000 tỷ đồng. Đặc biệt tại các tỉnh biên giới, các đợt bán hàng Việt không chỉ thu hút được người dân trên địa bàn tới tham quan mua sắm mà còn thu hút được đông đảo cư dân của các nước láng giềng như Lào, Campuchia. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã chủ trì và chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu giữa Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các hiệp hội. Chúng tôi đã phối hợp cùng với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố dự kiến sẽ tổ chức khoảng 6 đến 7 cái cuộc tổ chức liên kết vùng ở khu vực Tây Bắc, khu vực Tây Nam Bộ, khu vực miền Trung, khu vực ở trong thành phố Hồ Chí Minh để kết nối các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn. Thế và các cái doanh nghiệp mà cung cấp cái thực phẩm cho Hà Nội thì các Sở Công Thương phải có cái trách nhiệm khẳng định đấy là những cái sản phẩm an toàn để giới thiệu cho Hà Nội tiêu thụ. Cục xúc tiến Bộ Công Thương cũng đã kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất cũng như các tỉnh địa phương đưa những cái sản phẩm đặc sản ra thì Hà Nội rất quan tâm và chúng tôi sẽ trực tiếp là trao đổi với những cái địa phương, lãnh đạo địa phương cũng như các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã để làm sao bàn cách để đưa những sản phẩm của địa phương vào hệ thống để mà có thể là đưa được những sản phẩm vào thời gian nhiều hơn và số lượng lớn hơn thì tại các doanh nghiệp, tại các địa phương cũng nên tại các địa phương nên hình thành các cái doanh nghiệp thu mua và đảm bảo qua các sơ chế sản phẩm để đảm bảo đủ cái chất lượng cũng như cái quy cách phẩm chất. Với vai trò thường trực ban chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giai đoạn 2014-2020, Bộ Công Thương tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính, gồm nhóm giải pháp hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng, nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững, nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam. Trong đó, việc phát triển hệ thống phân phối gắn với cuộc vận động được Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ban ngành, các địa phương triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước. Thì như chúng ta cũng biết là hệ thống phân phối hiện đại hiện nay là nhất là hệ thống siêu thị và các trung tâm thương mại thì đã có những cái trưng bày và bán sản phẩm hàng Việt rất nhiều. Gần như là đến 90% các cái doanh nghiệp phân phối thì đều là có những cái cam kết là sẽ trưng bày và bán sản phẩm hàng Việt trên 80-85%. Ví dụ như Aeon, Big C, Metro, đấy, chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong cái thời gian tới với cái sự nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp Việt thì cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam chúng ta ngày càng được người tiêu dùng đón nhận hơn và sản phẩm ngày càng đẹp hơn, mẫu mã bắt mắt hơn. Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa các doanh nghiệp với hệ thống phân phối được tổ chức đã góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước, đồng thời cũng đã đề xuất được các giải pháp để gắn chặt mối liên kết giữa ba nhà, gồm nhà quản lý, nhà sản xuất và nhà phân phối, qua đó tạo điều kiện kết nối và tăng cường phối hợp giữa các cơ sở sản xuất với các doanh nghiệp đầu mối tiêu thụ và phân phối sản phẩm hàng hóa trong nước, thông qua các kênh phân phối định hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp, hình thành chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả, góp phần thực hiện thành công của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.